Ôi trời ơi! Đối với một số người ưa cảm giác mạnh, thích mạo hiểm thì các sở thích của họ cũng rất là trời ơi luôn các bạn ạ. Trong đó chắc chắn không thể thiếu những màn đua xe hay là trình diễn cùng với xe theo những cách khác người vô cùng. Vậy nên phong trừ những tình huống chỉ được thấy một lần duy nhất trong đời, các cameraman của chúng ta đã kịp ghi lại khoảnh khắc ngàn vàng ấy rồi. Vậy các bạn có tò mò về chúng không? Nếu có, hãy theo dõi ngay kẻo hối hận bạn nha. Bạn có tin rằng tài xế lái xe tải cũng biết làm siết không? Không tin chứ gì, nhưng sự thật thì họ tài giỏi nhiều hơn bạn tưởng đấy. Chắc hẳn ai cũng biết việc đổ xe tải sẽ cứ như một trò đùa nếu không có thiết bị hỗ trợ như là camera phía sau. Ấy vậy mà bác tài xế xe tải ở video này đang biểu diễn skill đổ xe tải cực đỉnh vì đã không cần đến bất kỳ sự hỗ trợ nào. Ô là trời luôn, khi đây là chuyện mà tưởng chừng chỉ có người được trời ban cho thêm đôi mắt phía sau thì mới làm được mà thôi. Được của nó. Bartek Ostrowski được biết tới là người bị mất cả hai tay trong một vụ tai nạn mô tô vào năm 2006, nhưng điều đó không đủ để giết chết ước mơ trở thành một tay đua chuyên nghiệp của anh. Vượt qua cú sốc vào năm 20 tuổi, anh tìm đến những người thợ tay nghề cao nhờ sửa đổi chiếc xe đua Nissan Skyline GTR theo yêu cầu của mình. Khác với các tay đua khác, Bartek Ostrowski đua xe bằng cách sử dụng chân phải để điều khiển bàn đạp, trong khi đánh lái bằng bàn đạp trái và sử dụng cả vai để điều khiển. Năm 2019, Ostrowski về đích ở vị trí thứ 9 trong tổng số 50 tay đua tại giải vô địch Trip Ba Lan, một trong những giải vô địch cạnh tranh nhất ở châu Âu. Có thể nói là mấy người không bình thường luôn thích làm những điều khác biệt mà nhiều người bình thường như chúng ta đôi khi chỉ có biết bó tay chấm con mà thôi. Tại trung tâm Excel ở London vào năm 2017, Jaguar cho ra mắt chiếc xe E-Pace mới nhất với khả năng bất chấp trọng lực, và công ty đã mời được diễn viên đóng thế Terry Croft tham gia vào thử thách trình diễn màn nhào lộn xe, tưởng chừng như chỉ có thể thấy trên các bộ phim bom tấn Hollywood mà thôi. Terry đã phải lái E-Pace lên một đoạn đường dốc, di chuyển trên không, quay tối thiểu 270 độ và hạ cánh an toàn ở phía bên kia. Luôn. Và các khán giả chứng kiến trực tiếp màn biểu diễn này đã đánh giá rằng nó còn ảo diệu hơn cả lúc họ được xem máy bay lộn nhào giữa bầu trời. Thật sự rằng trên đời này có những thú vui kỳ lạ đến mức chúng ta không thể nào giải thích được nếu chỉ dùng tư duy của người bình thường. Điển hình như thú vui điều khiển xe ô tô chỉ bằng hai bánh. Thậm chí ở Saudi Arabia, thú vui này còn được nâng cấp lên trở thành một trào lưu trong giới trẻ và họ thường tổ chức cả các giải đấu nữa cơ. Được biết, lái xe sẽ sử dụng một loại phụ kiện giúp ô tô của họ có thể đi nghiêng trên hai bánh, và trong khi lái xe trên đường, những người ngồi trên xe còn có thể biểu diễn nhiều thủ thuật như là đứng trên đầu xe, thậm chí thay lốp xe khi đang chạy ở tốc độ cao. Các thanh niên ở đây nếu không đi làm diễn viên xiếc thì đúng là uổng phí tài năng trời cho các bạn nhỉ. Đua xe F1 trên đường cao tốc bình thường dường như không còn là trò chơi quá mới mẻ đối với các tay đua chuyên nghiệp nữa rồi. Với họ, cuộc đua đã được nâng lên tầm cao mới khi lựa chọn lái xe đua trên mặt nước, một trò mạo hiểm mang lại những trải nghiệm cực đỉnh trong thời gian gần đây. Có thể bạn chưa biết, nếu ngày thường khi trời mưa mà xe băng qua vũng nước động, lốp xe của bạn sẽ nổi trên nước nên dễ khiến người lái mất khả năng điều khiển. Ấy vậy mà các tay đua đã lợi dụng thế mạnh của tốc độ khiến cho các bánh xe quay nhanh và lốp xe đẩy nước ra sau, giúp xe giữ thăng bằng trên mặt nước. Khó vậy mà cũng nghĩ ra cho được. Và sự thật cũng chứng minh là có người đã chinh phục thử thách này một cách ngon ơ khi lái con xe với 1.600 mã lực chạy quanh hồ nước dài 1.001 feet với vận tốc 54 dặm trên 1 giờ mà không hề gặp nguy hiểm gì. Chiếc xe đầu kéo nặng 9 tấn do Craig Godfrey điều khiển đã thiết lập kỷ lục mới của thế giới với màn nhảy xa hơn 50 m trên không tại sự kiện Evil Evil Days ở Butte, Montana, Mỹ. Ban đầu anh chỉ có ý định đạt 43 m, nhưng nhờ sự cổ vũ và hò reo của các fan hâm mộ, anh chàng đã làm được điều tưởng chừng như không thể. Oh my lord. Rồi, ghê chưa? Ghê chưa? Godfrey bỏ xa kỷ lục trước đó ở 19 m và để thực hiện màn biểu diễn này, anh đã cho con xe khủng của mình chạy với vận tốc 113 km/h. Quả là một màn bay lượn trên không và hạ cánh cực kỳ đẹp mắt, đúng không nào? Thế nào là wonder của mình đời thực? Đó chính là câu chuyện theo đuổi và chinh phục đam mê đến từ vị trí của bóng hồng đến từ nước Pháp Sheryl Lezito. Cô nàng chỉ hơn 20 tuổi nhưng đã có 9 năm tự tôi luyện bản thân mình qua các thử thách ở nhiều cuộc thi tầm quốc tế. Và chính những màn trình diễn xe mạo hiểm điêu luyện, kỳ tài như làm xiếc với tinh thần nhiệt huyết, bùng cháy hết mình, Sheryl Lezito được rất nhiều người hâm mộ, đặc biệt là cánh mày râu trên thế giới. Ngoài ra thì cô nàng còn từng đến Việt Nam để biểu diễn ở sân vận động Phú Thọ đấy, ghê chưa? Vận động viên đua xe Robbie Madison được biết đến là kẻ thích đùa với thần chết bởi anh là người đang sở hữu những màn trình diễn với mô tô phải gọi là đỉnh của chóp nhất thế giới. Vào tháng 12 năm 2018, anh đã cho con xe yêu dấu của mình thực hiện nhảy cao hơn 100 feet lên không trung để đáp xuống đỉnh công trình Khải Hoàn Môn ở Las Vegas, rồi lại cho xe rơi tự do từ đỉnh xuống một bờ dốc dưới mặt đất. Màn trình diễn ấy thật sự là ảo ma Canada lắm quý vị ạ. Và chính nó cũng đã khiến cho khán giả ngồi xem trực tiếp tại thời điểm đó bị sốc toàn tập luôn cơ. Để chứng minh Cobra Mini là chiếc xe trượt tuyết đầu tiên trên thế giới mà không cần đến bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào thì nhà sản xuất đã mất 18 tháng luyện tập mới can đảm lôi em xe xịn sò ấy ra để quay quảng cáo theo một phong cách không thể nào đầy mạo hiểm hơn tại chính dãy núi Alps. Và người cầm lái chiếc xe ấy chính là diễn viên đóng thế Chiturit. Anh đã cố gắng chạy một đoạn đường dốc dài 8 m để lấy đà thực hiện cú lộn ngược 360 hoàn chỉnh và hạ cánh thành công bằng cả 4 bánh xe trên đoạn đường dốc đầy tuyết. Phải gọi đây là một chiếc video quảng cáo đầy mùi tiền và quyết tâm chơi cực lớn đến từ hãng sản xuất xe ô tô của Đức. Ai cũng biết bóng đá là môn thể thao vua, nhưng chơi bóng đá không dùng chân mà dùng xe ô tô để đua thì sao nhỉ? Nghe lạ lắm, nhưng thật sự thì trò chơi đua ô tô đá bóng đã được thực hiện hóa rồi các bạn ạ. Hai đội bóng gồm 10 người chơi ngồi trong xe ô tô và họ sẽ đọ sức cùng nhau để có thể đẩy quả bóng khổng lồ về phía khung thành đối phương. Sự kết hợp xứng đáng nhận 10 điểm giữa hai bộ môn thể thao bóng đá và đua xe đã khiến cho ngày hè của giới trẻ thượng lưu thêm phần sôi nổi hơn bao giờ hết. Và dĩ nhiên là để có những pha tung lưới đối thủ thì người chơi của chúng ta hẳn phải là những tay lái xe đua xuất thần, họ ở một đẳng cấp cực tuyệt vời rồi chứ chẳng đùa. Vừa rồi là những màn biểu diễn xe bốc còn hơn cả khi xem xiếc đúng không ạ? Nếu đúng thì hãy nhớ để lại comment ủng hộ cho chúng mình biết với nha. Và những tình huống trên có khi cũng chỉ được làm một lần duy nhất, nên xem rồi thì các bạn cũng hãy nhớ like và đăng ký kênh để sau này không bỏ lỡ các video khác mang content hay tương tự như này nữa nhé.